nước rút chậm, nhiều nhà dân ở huyện Chương Mỹ vẫn bị ngập sâu. Mặc dù mực nước tại các dòng sông đã bắt đầu rút, tuy nhiên nhiều nhà dân ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội vẫn bị ngập sâu, người dân vẫn chưa thể về nhà. Xã Nam Phương Tiến vẫn chìm sâu trong biển nước. Có 875 hộ với trên 4.000 nhân khẩu bị ngập. Nhiều nhà dân, nhiều diện tích hoa màu, đường giao thông, công trình xây dựng vẫn chìm sâu trong biển nước. Hệ thống giao thông liên thôn bị ngập nặng, đường liên thôn bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Người dân tranh thủ về nhà chăm sóc gia súc gia cầm do không kịp di chuyển. Những hộ dân gần đê cũng bị ngập sâu, người dân phải lội nước vào nhà để chăm sóc gia súc gia cầm do không đưa được ra ngoài. Người dân được di dời tới ở tại Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Phương Tiến để an toàn. Bà Nguyễn Thị Hưu, 92 tuổi, thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, được con cháu đưa đến nơi tập trung an toàn tránh ngập. Nhiều tổ chức cá nhân đã đến động viên hỗ trợ bà con vùng lũ Nam Phương Tiến. Các cô giáo trường mầm non Nam Phương Tiến hỗ trợ nấu cơm cho người dân tại điểm tập trung an toàn. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ báo cáo của các địa phương, do ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt do hoàn lưu của bão, đến nay đã xảy ra 584 sự cố đê điều, tăng 279 sự cố so với báo cáo ngày 13 tháng 9. Đáng chú ý, các tuyến đê từ cấp 3 trở lên xảy ra 364 sự cố, tăng 164 sự cố so với báo cáo ngày 13 tháng 9. Các sự cố xảy ra bao gồm sự cố cống qua đê, sạt lở đê, nứt mặt đê, đùn sủi, thẩm lậu, lỗ rò thân đê, sạt lở kè, bờ sông. Hiện mực nước lũ trên các hệ thống sông đã rút, tuy vậy nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố sạt lở đê kè là rất cao. Tính đến 7 giờ ngày 15 tháng 9, lũ trên các sông như sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh, sông Thương, tỉnh Bắc Giang, sông Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình, tại Bến Đế, sông Thái Bình, thành phố Hải Dương đang xuống chậm. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình có xu thế xuống chậm, phổ biến từ báo động 2 đến trên báo động 3. Mực nước sông Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống, nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Sông Lục Nam và sông Thái Bình sẽ xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1. Ảnh hưởng của đợt mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng của hoàn lưu bão số 3 đã gây ra đợt lũ lớn trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đáy, sông Hoàng Long. Đặc biệt, lũ trên một số tuyến sông đã vượt mức lũ lịch sử như sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái, sông Cầu tại Bắc Ninh, sông Đáy tại Ninh Bình, sông Trà Lý tại Thái Bình, đều vượt lũ lịch sử năm 1971. Bên cạnh đó, sông Cầu tại Thái Nguyên vượt lũ lịch sử năm 1959, sông Cầu tại Lương Phúc, Hà Nội vượt mực nước lũ thiết kế đê. Đỉnh lũ hầu hết các tuyến sông khác ở Bắc Bộ lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Lô, sông Thương, sông Lục Nam, sông Phó Đáy, sông Kinh Thầy, sông Luộc, sông Ninh Cơ, sông Đào, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Tích. Hệ thống đê điều đã xảy ra trên 300 sự cố, gây uy hiếp đến an toàn đê. Hiện lũ trên hệ thống sông đang xuống, tuy nhiên mực nước vẫn còn duy trì ở mức cao, nguy cơ tiếp tục xảy ra các sự cố sạt lở đê kè bảo vệ đê, sạt lở bờ, bãi sông. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 93 ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều và các công điện, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Cụ thể, các địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là khi lũ rút, tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đê, trong đó lưu ý tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các khu vực đã xảy ra sự cố, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở đê, kè, bảo vệ đê, sạt lở bờ, bãi sông khi lũ rút, đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu. Kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của luật đê điều. Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều ngay sau khi xảy ra sự cố,
và thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo đầy đủ các sự cố đê điều về Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai qua Phòng Quản lý Đê điều, theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 103 ngày 2 tháng 2 năm 2024 để phối hợp chỉ đạo. Người dân bãi giữa sông Hồng hối hả dọn dẹp bùn đất để trở về sau sơ tán. Ngày 13 tháng 9, thời tiết Hà Nội nắng ráo, nước sông Hồng rút nhanh, người dân bãi giữa sông thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội hối hả dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ nước rút tới đâu rửa bùn tới đó. Người dân bãi giữa sông Hồng, khu dân cư Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên tranh thủ nước rút tới đâu rửa bùn tới đó. Vết nước ngập từ chiều 12 tháng 9 bám trên tường nhà và cây cối vẫn còn thấy rõ. Người dân cho biết khu vực bãi giữa sông Hồng chỉ có nhà tạm để canh tác, chăn nuôi nên không có nhiều tài sản giá trị. Tuy nhiên, việc dọn dẹp sau lũ vô cùng vất vả. Bùn đất ngập từ nhà ra đường, người dân hối hả dọn dẹp sau lũ. Máy bơm, các vật dụng ngập trong bùn đất, một số đồ đạc đã bị lũ cuốn trôi, một số nhà vẫn bị ngập đến mắt cá chân. Người dân huy động người thân, bạn bè đến hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh. Gia đình anh Nguyễn Văn Đức, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã chủ động di dời tài sản giá trị, nhưng không nghĩ nước lại dâng cao đến như vậy. Càng gần trưa, nước càng rút nhanh, để lại bùn đất lên láng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, mực nước sông Hồng tại Hà Nội, Long Biên hồi 1 giờ sáng 13 tháng 9 là 10,39 m dưới mức báo động 2. Trong chiều 13 tháng 9, lũ trên sông Lục Nam xuống dưới mức báo động 3, trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức báo động 1. Từ trưa 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 2. Sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dưới mức báo động 1. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Từ chiều 13 tháng 9, tàu hỏa chạy trở lại qua cầu Long Biên và cầu Đuống. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo từ 13 giờ ngày 13 tháng 9 bắt đầu thông tuyến đường sắt cho các tàu chạy qua cầu Long Biên và cầu Đuống. Chuyến tàu khách đầu tiên sau thông tuyến từ Hà Nội đi Hải Phòng qua cầu Long Biên mang mác LP6, LP5 kết thúc và xuất phát tại ga Hà Nội. Trong đó, mác tàu LP5 dự kiến xuất phát lúc 15 giờ 15 phút. Mác tàu LP8, LP7 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên. Từ ngày 14 tháng 9, tuyến Hà Nội-Hải Phòng hoạt động trở lại bình thường. Theo đó, hàng ngày 4 đôi tàu chạy từ ga Hà Nội hoặc ga Long Biên đến Hải Phòng và ngược lại. Trước đó, sáng cùng ngày 13 tháng 9, ngành đường sắt đã hoàn thành kiểm tra và thử tải thành công các chuyến tàu qua cầu Long Biên và cầu Đuống, đảm bảo an toàn hệ thống cầu cũng như an toàn cho người và các phương tiện qua lại. Đối với tuyến đường sắt Bắc Nam, tàu Thống Nhất đã hoạt động bình thường trở lại sau các thông báo hủy chạy tàu do ảnh hưởng bão và hoàn lưu bão số 3 từ hôm 12 tháng 9. Các mác tàu Thống Nhất tiếp tục khai thác theo kế hoạch. Trước đó, từ ngày 10 tháng 9, liên quan đến diễn biến ảnh hưởng bão số 3, mực nước sông Hồng lên cao và chảy xiết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ngừng chạy tàu qua cầu Long Biên và cầu Đuống.